Thưa sư, làm sao để diệt trừ ngã mạn? Nhiều đã có ý muốn quỳ xuống cúng dường, trước hết là từ ba mẹ trong nhà, rồi đến các vị sư khất thực. Nhưng rồi một lần con thấy những hình ảnh mà sư đăng trên Facebook của sư, lúc đi khất thực con lại có ý bất kính không muốn quỳ xuống nữa. Rồi lại vô tình đọc được một câu cảm thán về đời của một vị sư khác, lại nổi lên ý chê cười câu nói của vị ấy. Xong con hết hồn sợ quá, đành sám hối tam bảo đỡ. Như sư ơi, riết rồi con sợ quá, sư đụng tới các sư phạm hay thánh con đều sợ. Các sư đúng là rùa phước điền cho chư thiên và nhân loại, nhưng mà con sợ là các ác nghiệp mà con lỡ tạo ra vì sự vô minh thiếu hiểu biết của mình khi bất kính với các sư, nên phải sinh vào cảnh thấp hèn vô số kiếp. Xin sư cho con lời khuyên. Bản thân câu hỏi của quý vị nó đã có câu trả lời rồi. Tức là cách tốt nhất là mình sử dụng trí tuệ để phát hiện ra sự ngã mạn của mình, với nhận thức rõ là việc ngã mạn này sẽ đưa đến kết quả bất thiện, và do đó ngã mạn này là sự nguy hại và nó cần được diệt trừ, cần được buông bỏ. Khi quý vị tác ý một cách thường xuyên như thế thì quý vị đang thực hành phương pháp là các phiền não cần được, là các lậu hoặc cần được đoạn trừ bằng tri kiến. Tức là mình hiểu biết, mình thấy rõ đây là tâm ngã mạn, đây là tâm bất thiện, nó đưa đến con đường đọa lạc, đưa đến đau khổ, cho nên nó cần được bỏ đi. Thì khi đó là quý vị đang thực hành tứ niệm xứ đó, quán tâm, nhìn tâm của mình. Thì đó là một cách để diệt trừ ngã mạn mà sư thấy phù hợp trong trường hợp của người đặt câu hỏi. Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường chia sẻ thêm về vấn đề này. Kính thưa Đức, kính thưa quý vị, riêng về phần trả lời của Đức Hạnh Tuệ thì vị Thục Khuy cũng hoàn toàn đồng ý. Có nghĩa là cái điều quan trọng nhất nha, nếu mà chúng gọi là rốt ráo, giải quyết rốt ráo, giải quyết rốt ráo thì nghĩa là giải quyết rốt ráo thì đúng là như Đức Hạnh Tuệ nói thưa vị, là chúng ta phải thực hành thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền Vipassana, hay gọi là thiền minh sát, hay thiền tuệ thưa quý vị. Đó là giải pháp rốt ráo nha. Đó, giải pháp mà hiệu quả, chứ sẽ gọi là hiệu quả nhất ngay trong cái ngay trong cái hiện tại luôn, và nó mang lợi lạc ngay trong hiện tại mình, là ngay trong tương lai luôn. Đó là cái giải pháp mà gọi là rốt ráo. Riêng về cái diệt trừ ngã mạn mình phải hiểu như vậy. Cái phương pháp mà ở đây mà sư Hạnh Tuệ hay là sách hay là chút xíu đây sư đưa ra cho quý vị đó, mình phải hiểu là cái diệt trừ đó, cái diệt trừ ở trong trường hợp này là mình mang cái tính chất là diệt trừ tạm thời, hoặc gọi là trấn áp tạm thời nha. Chứ còn ngã mạn á, ngã mạn mà nói đúng là diệt trừ mà cách rốt ráo, diệt trừ cách rốt ráo á, là phải là A-la-hán. A-la-hán thưa vị, phải là thánh đạo, thánh quả A-la-hán, thánh đạo A-la-hán mới diệt trừ được hoàn toàn ngã mạn thưa vị. Đó, với trừ hoàn toàn đó. Ở đây thì mình chỉ tạm thời thôi, đúng không? Thì ở đây sư sẽ đưa cho, ngoài cái phương pháp mà rốt ráo vậy đó, thì sư cũng cho lời khuyên quý vị cũng nên tu tập những cái đề mục sau đây, để cũng giúp phần nào, cũng giúp mình là gọi là trấn áp hay là diệt trừ ngã mạn tạm thời. Như là mình nên tu tập á, cái đề mục niệm chết nè, hay là vô lượng tâm nè. Đó, tại sao sư nói là một niệm chết? Tại vì khi mình hiểu được cái sự chết thưa quý vị, mình gần biết sự chết, ai cũng phải chết này nọ, mình sẽ không, mình sẽ bớt đi cái tâm ngã mạn, hơn thua này nọ, phán xét người khác, so sánh người này kia, đúng không? Cái thứ hai là vô lượng tâm. Lương tâm là gì? Mình có cái vô lượng tâm là mình điều mong muốn chúng sanh đó là an vui sung sướng đó, an lạc, đúng không? Mong muốn chúng sanh thoát khỏi tử luân hồi. Chính vì mong cái trạng thái mong muốn này đó thì mình không có đem ra mình phán xét người này, phán xét người nọ, không? Rồi lại có một cái phương án thứ ba mà ở trong Chánh Kinh có một cái câu chuyện. Thì câu chuyện như vậy, câu chuyện là có một hôm đó, ngài Anuruddha, tức là ngài A Nậu Lâu Đà, thưa quý vị, là đệ nhất thiện nhãn thông đó. Thì khi đó ngài chưa là thánh A La Hán nha, thì nhấn mạnh ngài chưa là thánh A La Hán. Thì ngài mới nói với ngài Sariputta, ngài Sa Lợi Phất là nói như vậy nè. Giống như nói đại sư huynh, sư đệ là có cái khả năng mà nhìn thấy muốn ngàn thế giới, không? Thấy giống như thấy 10.000 thế giới vậy đó. Đó, tại thời điểm này ngài đắc thần thông thì rồi, các bạn đắc thần thông rồi, sẽ nhấn mạnh nha, là đắc thần thông rồi, cái năng lực đó có thật đàng hoàng. Đó, ngài mới hỏi là sư đệ có thể thấy là khoảng 10.000 thế giới như vậy đó, thấy thấu suốt về tam giới rồi. Nhưng mà sao bản thân sư đệ vẫn chưa có cái tham á, cái tham nó, cái ái, nói chung là cái tham ái, thưa quý vị, là cái tanha đó, nó vẫn chưa có diệt trừ hẳn đó, mặc dù là có năng lực thần thông thật là xịn đàng hoàng nha. Đó, hỏi một câu mà rất là tế nhị vậy đó. Thì ngài Xá Lợi Phất này nói là chính vì mà sư đệ là cho rằng là mình có cái năng lực thật sự như vậy, đó là một cái hình thức ngã mạn đó. Cho nên là ngài Sariputta mới nói với ngài Anuruddha rằng á, nếu mà muốn thoát khỏi cái trạng thái mà nó để đắc được A La Hán đạo, thánh đạo, thánh quả, và diệt trừ được cái ngã mạn là hoàn toàn nè, không? Sát trừ được, diệt trừ được ngã mạn hoàn toàn. Đó. Thì nên dẹp bỏ đi cái tâm này, cái tâm mà nói là mình đắc cái này đắc cái kia, mặc dù có thiệt, hiểu không? Và quan trọng nhất là nên ngừng tác ý đến cái đó. Thứ nhất là nên dẹp bỏ cái tâm này đi, bỏ dạng thái tâm đi và ngừng tác ý đó. Và thay vì cái đó thì hãy hướng tâm đến cái yếu tố bất tử, tức là hướng tâm đến Niết Bàn, hướng tâm đến cái trạng thái Niết Bàn, thưa quý vị, là an lạc tuyệt đối, đó là vô tham vô sân vô si. Đó là cái phương pháp mà ngài Sariputta hướng dẫn cho ngài Anuruddha sau sự kiện đó, là ngài Anuruddha thực hành theo đúng lời ngài Sariputta và đã đắc A La Hán, thưa quý vị. Thì trước khi kết thúc câu trả lời này, nhưng sư vẫn phải nhấn mạnh lại, nhưng cho quý vị hiểu là cái phương pháp rốt ráo vẫn là Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ, thưa quý vị. Tại vì khi mà mình hiểu được vạn pháp, thấy không? Tất cả các mọi thứ trong thế giới bên trong lẫn giới bên ngoài nè, nó đều là gì? Vô thường, khổ não, và đặc biệt là vô ngã, không có một cái tôi ta nào hết. Thì cái yếu tố đó, yếu tố mình thấy được như vậy đó, thì nó mới gọi là trấn áp được cái tâm ngã mạn, hoặc là diệt trừ được cái tâm ngã mạn tạm thời đối với phàm phu chúng ta. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi. Qua